Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng bài viết lên King of Plans Corp. Rồi, về đầu tiên là khi chúng ta đăng nhập vào trong cái website của Corp, các bạn sẽ login, click here, login, register. Thì để cho nhanh, các bạn có thể connect với cái Facebook của các bạn, click vào đây. Và tự động nó sẽ đăng nhập vào bằng nick Facebook của các bạn. Rồi, tới đây để đăng bài viết, các bạn sẽ bấm vào đăng bài viết ngay đây. Rồi, thì đầu tiên là tiêu đề. Ví dụ mình tiêu đề cách làm trong ảnh, chỉ vài bước. Rồi, thứ mục tùy các bạn up lên cái đề tài của các bạn là gì. Ví dụ như ở đây mình up tút chẳng hạn, thì mình sẽ click vào học hỏi. Rồi, và làm sao để add được cái video hoặc là add cái hình. Thì đầu tiên là mình hướng dẫn add hình. Thì đối với trang Corp thì chưa hỗ trợ cho chúng ta cách up hình trực tiếp lên, cho nên là chúng ta sẽ phải thông qua một cái trang web khác. Mà đây mình khuyên sử dụng Flickr. Thì đối với Flickr, các bạn có thể đăng nhập vào bằng nick Facebook cũng như là nick Yahoo hoặc là Google. Hãy click đăng nhập ha. Như mình sử dụng Google đăng nhập. Rồi, sau đó các bạn bấm tải lên và tải cái bức hình của bạn lên cái bộ ảnh. Thì sau khi đã click và tải lên xong, các bạn click vào khu vực ảnh của các bạn thì nó sẽ hiện ra cái ảnh mới nhất của các bạn up lên. Ví dụ như ở đây mình muốn chèn cái bức hình này vào trong bài viết của mình đi, mình sẽ click vào và click vào đây xem tất cả các kích cỡ. Thì có cái phần tải về. Ở đây nó có những cái hình, cái size hình. Ví dụ như ở đây mình muốn size gốc, click vào file gốc hoặc là 2048. Thì các bạn muốn lấy link này, các bạn bấm chuột phải và chọn sao chép địa chỉ liên kết. Có thể thay đổi một chút so với Internet Explorer hay là Firefox, nhưng mà đơn thuần là cứ copy địa chỉ liên kết là được rồi. Nhưng mà lưu ý là chúng ta sẽ phải cái địa chỉ này nó sẽ phải là địa chỉ trực tiếp, nghĩa là có đuôi JPEG. Hãy có thể để ý cái dòng thế này ha, các bạn sẽ thấy cái link phía chấm đuôi cuối cùng của nó là chấm JPEG. Thì đó là cái hình, cái link gốc. Thì chúng ta sẽ copy cái link đó ở đây. Để trên hình, các bạn chuyển qua tab text và click vào email và paste cái link hồi nãy vào. Các bạn để ý có thể đây, đó, chấm JPEG, click OK. Description, cái mô tả không có cũng được. Nó sẽ hiện lên như vậy. Các bạn chuyển qua visual là các bạn có thể thấy cái bức hình của các bạn đã lên đây rồi. Có thể kéo cho nó thấy dễ thấy. Rồi, đó là cách up hình. Tiếp theo nữa là cách chèn cái video. Cái chèn video thì như sau, các bạn sau khi đã up cái video của bạn lên YouTube, chẳng hạn như ở đây mình cách làm trong ảnh, mình vào kênh của mình hoặc là vào bất kỳ cái video clip nào bạn muốn chèn vào chẳng hạn. Thì đây xem phía dưới phần chia sẻ, nó sẽ cho các bạn cái link của cái đó. Các bạn copy cái phần list sau này bỏ đi cũng được, chỉ cần tới cái đoạn đó thôi. Đây ha, copy cái phần này và click vào đây, tab visual ha, có cái toolbar toggle này, click vào và nó sẽ hiện ra những cái multimedia các bạn có thể add vào. Ví dụ như là add cái box, cái phím hoặc là những cái chức năng khác, add hình được đây này, add âm thanh hoặc là add video. Chúng ta sẽ click vào add video, nó sẽ hiện ra đây. Các bạn paste cái link hồi nãy vào là xong. With height thì chúng ta để mặc định, không cần điền cũng được. Và các bạn click vào Insert into Ports và nó sẽ hiện phía dưới này. Nó không có hiện ra cái trực tiếp, nhưng mà các bạn cứ click Submit Ports
và nó sẽ đăng cái bài của các bạn lên Corp. Thì trong đó cái ảnh các bạn chèn vào trong cái bài viết thì cũng chính là cái ảnh thumbnail xuất hiện ở, gọi là ảnh đại diện cho cái bài của các bạn ở phía ngoài. Thì sau khi các bạn click rồi, các bạn chỉ phải chờ một chút xíu và nó sẽ post lên cái phần mà mình đã chèn. Đây. Rồi, hướng dẫn cách edit bài viết. Các bạn sẽ vào cá nhân, quản lý bài viết. Thì ở đây các bạn có thể xóa hoặc là thay đổi chút gì đó. Nhưng mà ví dụ như đây mình muốn chỉnh sửa edit. Và mình sẽ yêu cầu người dùng phải like thì mới có thể nhìn thấy được cái link, mới có thể nhìn thấy được cái video chẳng hạn, hoặc là hình. Thì ở đây các bạn chuyển sang text ha. Ở phía trên này chính là cái link hình, và ở phía dưới này chính là cái video. Và mình muốn người xem phải click like thì mới có thể xem được cái video này. Thì ở đây các bạn sẽ thêm cái tag like phía cuối, phía đầu và phía cuối nha. Như vậy. Và sau khi đã chèn xong update post là cái topic của các bạn sẽ được cập nhật lại. Và ở đây nó sẽ chèn thêm một cái yêu cầu là yêu cầu người dùng phải click like hoặc là chia sẻ thì mới có thể nhìn thấy được cái video đó. Thì như vậy là xong. Chúc các bạn sử dụng Corp được thuận lợi và có nhiều cái chia sẻ cho mọi người cùng học tập. Xin cảm ơn các bạn. Xin